Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Dương Khai, trên người của họ không có hơi thở của Hắc Nha, người đây là lạm sát vô tội. Thủ đoạn tốt, gương càng già càng cay. Trần Sư Huỳnh, người đi đâu? Người này không phân trắng đen, liền đã giết ma đầu. Người tu hành chúng ta gặp chuyện bất bình giữa đồng, giữa đường không rút đao ra, không rút đao ra giúp đỡ hay sao? Hắc Nha não cẩu cội nhã hứng thật, bây giờ còn học hát kịch. Ba người mà ta giết vừa nãy sớm đã bị hắn dùng bí thuật huyết đạo phụ thần. Nếu như các vị không tin có thể thử. Nhưng mà trên người của họ không có hơi thở của Hắc Nha. Có hay không đi hỏi không phải là biết rồi sao? Người phụ thân không có ký ức của người bị phụ thân. Nộp sư huynh, hắn nói là sự thật sao? Sư muội khóc cái gì? Lẽ nào muội lại tin lời của một người ngoài? Lục sư huynh từ trước đến nay đều không thích cười, ngươi không phải là hắn. Người si tình quả nhiên là tuyệt tình. Ây Dương Khai, bây giờ ta đã có nhiều huyết thực như vậy, ta xem ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Là bí thuật huyết đạo, bọn họ đã bị Hắc Nha khống chế rồi. Nếu không chạy người tiếp theo chết chính là chúng ta. Phía trước đừng chặn đường. Huyết hải thao thiên. Nhiều người như vậy trong nháy mắt đều đã chết không còn xác, thật là thê thảm. Vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Sư đệ hãy hộ pháp cho ta. Giao cho ta. Sư huynh đây là vật gì? Trong huyết yêu động thiên năm đó, Thiên Minh Vương thiên tà, có hai vị đệ tử chết thê thảm trong tay của Hắc Nha thần quân. Tông môn phái một vị sư thúc đến phá toái thiên, chuyên môn truy bắt Hắc Nha. Tính của huyết nha cẩn trọng, nếu như bị hắn phát giác được hơi thở của sư thúc, đương nhiên không thể nào dễ dàng bị bại lộ. Vì thế sư thúc não nhân ra ông ấy, chỉ có thể kéo xa khí cơ của ta phán đoán thời cơ ra tay. Vì thế ngươi phải phá huyết hải, để khí cơ bị huyết hải ngăn cản tiếp tục lại lần nữa. Mới có thể định vị cho tiền bối kia. Chính là như vậy, vì chuyến đi này, sư thúc đã không tiếc đem theo một kiện bí bảo, một phân thành hai của hắn, giao lại cho ta bảo quản một phần. Ta và lão nhân gia ông ấy trong ngoài phối hợp, huyết nha cho dù có bản lĩnh lớn, lần này cũng khó thoát khỏi được kiếp nạn này. Hắc Nha não cẩu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngư đầu sư thúc, Dương Khai của hư không địa xin chào tiền bối. Quả nhiên là Giang Sơn luôn có nhân tài thay thế. Tên của người năm đó lão phu cũng nghe qua không ít lần đấy. Tiền bối quá khen rồi, không cần phải khiêm tốn. Chuyện của tinh giới ngươi làm rất tốt, các động thiên phúc địa đều nhận ngươi một phần ân tình. Sư thúc, lần này có thể bắt được Hắc Nha, Dương sư đệ đã ra sức rất lớn. Minh Vương Thiên chúng ta không có biểu đạt gì sao? Đương nhiên là có. Dương tiểu tử, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu như có thể đáp ứng, lão phu đương nhiên là sẽ đáp ứng. Tiền bối, nếu như Hắc Nha đã rơi vào trong tay của Minh Vương Thiên, vậy vãn bối muốn một phần phó bản của đại diễn bất diệt huyết chiếu. Dương sư đệ, đây là tu, sao ngươi có thể? Chuyện này lão phu không thể nào lập tức đồng ý với ngươi được. Nếu như có thể, sẽ đem phó bản kia đến hư không địa. Nhưng nếu như không được, tiền bối hiểu được lặng nhẹ của việc này, không cưỡng ép. Vậy chúng ta cứ tạm biệt nhau tại đây, ngươi quay về đợi tin tức của chúng ta là được. Ta tinh thông quy tắc không gian, muốn cưỡng ép mở ra cửa kia ngược lại cũng không phải là không thể. Cái gì? Đây là chuyện gì vậy? Những phá toái Ninh Châu này sao lại vô duyên vô cớ phát lổ hết vậy? Đây nè, bọn họ điên rồi hả? Vậy mà lại ra tay ở trong càn khôn động thiên. Thật đúng là lãng phí thiên vật.
việc này ta cũng không quản nổi. Thật sự bị cuốn vào tranh đấu của thất phẩm khai thiên, không chết cũng mất mấy tầng da, chuồn thôi chuồn thôi. Mẹ nói chứ, đây là thứ gì vậy? Sơn phong của Càn Khôn Động Thiên bị đánh bay đi rồi sao? Trong sơn phong này có hơi thở cực kỳ huyền diệu, hình như là có bảo vật gì đó. Cơ hội không thể nào được vụt mất. Chắc chắn là những thượng phẩm khai thiên kia chính là vì bảo vật này nên mới đánh nhau. Đây gọi là ngư ông đắc lợi. Ta sẽ không khách khí với bọn họ nữa. Nguy rồi. Tiểu bối muốn chết. Không gian pháp tắc. Không ổn, tiểu càn khôn của ta xảy ra vấn đề rồi. Phải tra xem vấn đề ở đâu trước đã. Mảnh vụn Ninh Châu vậy mà lại cắm rễ trong tiểu càn khôn thế giới của ta. Thế giới vĩ lực ẩn giấu trong đó đưa vào trong tiểu càn khôn của ta. Uông Tình Tuyền này, cùng với mảnh vụn Ninh Châu chảy vào trong tiểu càn khôn của ta, cũng đưa vào thế giới vĩ lực. Tuyền nhãn lại cắm rễ càng thêm cố, lại cắn. Tuyền nhãn lại cắm rễ càng thêm kiên cố. Thứ này nghĩa nào là một trong càn khôn tứ trụ ở trong truyền thuyết, thiên địa tuyền. Ta lúc trước từng nhìn thấy ở trên điển tịch, càn khôn có tứ trụ. Phân biệt nào, huyền cơ ngư thiên địa tuyền, tinh túc hải, mãn thiên hà. Càn khôn tứ trụ này mặc dù không thể nào giúp võ giả để thăng tu vi, nhưng có thể khiến cho tiểu càn khôn thế giới mượt mà vô hạ. Vạn vật bất xâm, bảo vật như vậy chẳng trách có thể khiến cho ba thất phẩm khai thiên đó tranh đến sứt đầu mẻ trán. Ba ngày sau, trên mảnh vỡ của Linh Châu, thiên địa tuyền này vẫn đang trong quá trình chảy xuống tiểu càn khôn. Trong thời gian này nhất định là có thể hấp thu lượng lớn thế giới vĩ lực, cho nên mới làm xáo trộn tiểu càn khôn của ta, liên lụy ta thỉnh thoảng lại phải dừng lại điều tức. Hơi thở của thất phẩm khai thiên. Đừng tìm nữa, chỉ có mình ta thôi. Vận khí của ta khá tốt, tìm được người đầu tiên. Chỉ có mình cô thôi sao, nói sớm chứ, dọa ta chết mất. Ây, con người của ngươi cũng thú vị lắm. Một mình ta nghĩa nào còn không đủ sao? Cô nương, chúng ta không thù không oán, cũng không quen biết nhau. Cô coi như làm việc tốt, thả cho ta đi đi mà. Ta không định lấy mạng của người, chỉ cần người đem thứ lúc trước đã lấy đi trả lại cho ta, ta lập tức sẽ đi ngay. Cô nương thật đúng là sảng khoái, cầm lấy đi. Chuyện gì vậy, uy lực của thương này của ta chỉ có lục thành uy năng so với lúc thường. Dám giở trò với ta, cũng không xem thử chính bản thân có bao nhiêu bản lĩnh. 36 kế chuẩn là thượng sách, đánh không lại chẳng lẽ không tránh được chắc. Khởi. Nếu ta đã biết ngươi tinh thông không gian pháp tắc, sao có thể không có chút phòng bị gì chứ? Một thân thực lực lại bị áp chế, đến nay đến dịch chuyển cũng không thể nào thi triển. Thật đúng là trên trời không nối, xuống đất không cửa. Lần này ta thật sự đúng là nhảy vào vũng lầy rồi.